À, chào các bạn nha, mình là Trọng Đi Hát các bạn ơi. Thì hôm nay mình tiếp tục công việc tại Vũng Tàu nha các bạn. Thì cái trạm này thì ngày hôm qua mình đã vô rồi, do mình vừa lên trụ á, có tổ ong trên trụ á. Mình vừa lên bị nó chích mấy phát rồi, giờ mình không dám lên luôn. Nó chích vào cái mặt sưng cục này các bạn thấy không? Nó sưng cục này luôn. Bây giờ mình mới mua chai thuốc, hôm nay mình quay lại mình mới mua cái chai thuốc á, mình đợi giờ mình lên mình xịt. Đây cho nó bay đi rồi mình lên làm nha các bạn. Qua nó chích cho mình mấy mũi rồi mình chạy xuống luôn. Bây giờ mình sẽ lên mình phá cái tổ ong này đi. Nếu lát coi nó có mật thì mình lấy xuống nha các bạn. Rồi, mời các bạn theo mình nha. Cái chỗ này là cao 42 mét nha các bạn. Cao luôn á. Cái tổ ong ở ngay dính cốc đó nha các bạn. Bây giờ mình lên đó thử coi sao. Nguy hiểm quá. Như là mình sợ nhất tổ ong với lại rắn nữa bạn, lên trụ gặp mấy đó là nguy hiểm đó. Mà các bạn ơi, các bạn coi tổ ong này, bự không? Giờ mình chờ thử nó đi không các bạn ơi. Không phản ứng này. Lên cao xíu nữa. Còn nó bay ra rồi. Nó bay quá trời luôn các bạn ơi. Nguyên cái tổ chà bá lửa luôn các bạn thấy không? Ồ, nó bay quá trời luôn các bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Nó bay quá trời luôn các bạn ơi. Để cho nó bay hết thì mình lên làm nha. Ông này ông rùi nha các bạn, hôm qua nó chích mình mấy mũi. Đau quá trời đau luôn. Ông rùi chứ mà cũng đau quá trời. Mình xịt cho nó bay hết đi. Nó bay nó kiếm mình các bạn ơi. Nó bay gần hết rồi. Ủa nó kiếm mình đó bạn ơi. Mình xịt gì là nó đi luôn á bạn, nó không có quay lại nữa đâu. Ủa nó chích mình nè. Mình xịt liên tục á nó không có lợi mình được. Nghe mùi này nó đi hết đó bạn ơi. Tổ này chắc có mật rồi đó. Wow, nó bay quá trời luôn. Tiếp tục nha bạn, tiếp tục phá ong nha bạn.
Bây giờ mình xịt cho nó bay luôn, mình mới mất cái đai cho nó cao cao lên chút xíu á. Mình xịt cho nó bay luôn. Chứ nó bu lỡ làm tổ lại nha các bạn. Các bạn thấy không, mình xịt cho nó bay đi hết rồi. Nãy đầy nhóc luôn á, giờ xịt nó bay đi hết rồi. Có mấy con nó trung thành nó ở lại. Nó tính bay lại chỗ mình, nó kích mình rồi ha. Mình xịt cho nó đi hết luôn. Nguy hiểm quá. Biết chỗ này nó có mật chưa các bạn ơi? Mà có mật rồi mình xịt cái này vô, biết cái mình có mật mình có dùng được không đây. À có con ngông bự quá trời bự, biết chắc ông chúa hay sao. Mình xịt cái đi luôn đi. Cái con này nguy hiểm quá. Hôm qua mình lên nó kích mình 3-4 phát, sưng cái mặt luôn. À nó đi gần hết rồi. Và nó dí theo mình, nó lại lên rồi bạn ơi. Bu lại nữa kìa, trời đất ơi. Xịt chắc hết chai này luôn rồi. À nó rớt xuống quá trời luôn các bạn. Nó xỉu hay sao á, nó rớt xuống quá trời luôn. Thì mình cũng nói sơ cho công việc của mình làm mấy gài ở Vũng Tàu nha các bạn. Thì mình đang cái trụ này là của thằng Mobifone. Mình thì đang khảo sát lắp 3G 4G cho thằng Vina nha các bạn. Thì mình phải lên trụ mình chụp hình đồ này nọ đồ làm đủ thứ hết. Phải bắt buộc phải lên trụ đó. Dướng chỗ ông này mình lên không được. Để lát mình làm sơ cho công việc cho mình cho các bạn xem nha. Quá trời luôn. Đi hết đi, để tôi lên trụ kinh chảnh nó chụp cái này. Không biết mật này còn xài được không, lấy được không các bạn ơi. Không có mật chưa nữa. À, đây giờ mình lên cao xíu nữa mình xịt cho nó sát lên. Nãy mình không dám lên. Đó, sát luôn đó. Vì nó đi cả đi luôn. Nên đi sát lần nữa. Đó. Rồi nó đi hết rồi các bạn ơi. Bây giờ để mình lên trên trụ mình chụp hình chút xíu nha các bạn, rồi đó mình xuống mình coi coi lấy được không, lấy được thì mình lấy luôn. Wow, cái này gần hết rồi nè bạn ơi. Để mình lên trụ trên chuẩn chứ đi cho nó không căng nữa đâu, chết hết rồi. Tháo cái này ra luôn đi cho nó hết cắn rồi, chết hết rồi. Tháo cái bịch nylon ra luôn đi. Nó chết hết rồi, nó không cắn các bạn. Hôm qua cái tay mình nó chích sinh cục đi nữa nè các bạn. Bây giờ để mình lên nha. Bây giờ nó đang bị quán các bạn. Rồi, mình lên cao. Làm đồ leo cao này mình sợ nhất là lỗ ong nữa các bạn. Thứ hai là có rắn nữa. Rắn thì mình đi chỗ miền Tây á, miền Tây rất là nhiều. Miền Tây sông nước đó. Lên cao cao xíu nó chụp hình cho nó thấy rõ. Mệt các bạn ơi.
Thường chỗ bốn mấy mét này thì mình leo khoảng mười mấy mét thì mình cần nghỉ xíu nha các bạn, chứ leo cao một lần một không nổi đâu, hồi trẻ còn nổi chứ bây giờ lớn tuổi rồi không nổi các bạn ơi. Nãy mình nghỉ hai lần các bạn, giờ lên lần thứ ba nè, mình lên khoảng ba chục ba mấy mét thôi là mình chụp hình được rồi nha các bạn. Rồi tới đây được rồi. Cái đây là cũng ba mấy mét đó bạn. Rồi, móc dây đai vô đó. Mình chụp hình bằng điện thoại nha các bạn, bởi cầm cứng cứng. Mình chụp đây là chụp 360 độ nha các bạn. Là có nghĩa là chụp không độ đi đầu tiên á, rồi xong rồi tới 120 độ, tới 360 là chụp 12 tấm nha. Thì cái khảo sát lắp thiết bị thì nó vậy đó bạn, đi khảo sát chụp hình 12 hướng, rồi chụp hình trong phòng này nọ, vị trí lắp này nọ đủ thứ. Bây giờ mình chụp hướng không độ trước nha, thì mình lấy cái la bàn mình xác định cái hướng không độ nha các bạn, không mình lấy cái điện thoại cũng được. Đây không độ là hướng này nè, hồi nãy mình xem trước rồi, giờ mình cứ chụp thôi. 12 tấm nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 đó bạn. Đây 12 là hướng này. Mình chụp làm sao mà hướng không độ và hướng 360 330 là sẽ có ăn nhau một chút xíu nha các bạn. Để mình kiểm tra hình lại. Đây 12 tấm hình. Ok là đủ nha các bạn. Rồi mình chụp một tấm từ trên xuống nữa để cho thấy cái phòng thiết bị mình nằm đâu. Rồi ok. Thì cái phần mềm chụp hình này các bạn, không phải là phần mềm chụp hình thường như mình chụp điện thoại nha. Phần mềm này nó có cái địa chỉ nè, có tọa độ, có ngày tháng năm giờ chụp là đầy đủ nha các bạn. Các bạn thấy không? Đó thấy không? Cái một trên đây nè, rồi có ngày tháng năm luôn, rồi tỉnh rồi huyện rồi, rồi tên trạm của mình chụp. Rồi bây giờ mình chụp có mười mấy tấm là xong rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đi xuống mình coi cái tổ ong dưới nó làm sao rồi mình lấy nha, không biết còn con nào nó bu lại không. Rồi giờ mình tháo dây đai cho mình đi xuống nha, làm cái gì cũng từ từ nha các bạn, này nguy hiểm lắm nha. Tháo dây đai rõ ràng ra rồi mới xuống nha. Rồi mình đi xuống nè. Đi xuống thì có thể mình xuống một mạch luôn cũng được mấy bạn. À, xuống nó không có mệt bằng lên. Lên thì rất mệt. Đây mình coi tổ ong nó bay hết chưa. Đây cái tổ ong này các bạn ơi. Thôi cho mình xuống luôn đi, mình không lấy mật đâu, còn nó cắn mình trong việc của mình thôi, để cho nó bay lại làm tổ đi. Xuống luôn đi, nhưng mà còn nó cắn chết này. Xuống thì nó khỏe hơn lên nha các bạn.
chỗ này thì nó có từng bậc á, mình lên xuống nó cũng dễ. Khi mình lên xuống thì mình phải tung theo quy tắc của nó nha các bạn. Nó có quy tắc 3 điểm chạm các bạn. Lúc nào là cái thể mình cũng phải chạm 3 điểm nha. Đó, đây là cái chạm nè, bên đây là thằng Ubi nè, bên đây của Vina nè. Chạm mình cỏ cao quá trời thấy không? Đây, để mình giải thích cho các bạn cái gọi là quy tắc chạm 3 điểm gì đó. Thì lúc nào mình lên á, mình cũng phải cái cơ thể mình giống như hai tay và hai chân là 4 điểm đúng không bạn? Thì mình lúc nào cũng phải là 3 điểm mình chạm vô cột nha, rồi mình mới lên được nha. Như tay phải, tay phải mà buông ra thì tay trái phải nắm vô trụ, và tới tay trái buông ra thì tay phải phải nắm vô trụ. Lúc nào mình cũng phải chạm 3 điểm vô trụ hết thì mình mới lên được nha. Để mình giữ thăng bằng cái cơ thể mình á, mình lên thôi. Thôi bây giờ mình công việc của mình nó xong rồi. Hôm qua mình dướng là dướng cái này thôi nha bạn, lướng lên trụ chụp hình mười mấy tấm này thôi nha. Thôi, bây giờ mình cũng xong rồi. Bây giờ mình di chuyển qua chậm khác. Cảm ơn mấy bạn đã xem clip mình nha. Mình là Chậm DH đây. Nếu clip có hay hữu ích thì các bạn ủng hộ mình, đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều lắm.